cho lỗ khảo sát ý kiến của Việt Tân về việc cộng điểm cho sinh viên tiêm vaccine COVID-19. Vừa qua, việc Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cộng điểm rèn luyện và ưu tiên xét học bổng cho những sinh viên tiêm vaccine COVID-19 mũi tăng cường đã khiến dư luận quan tâm. Trước hết, phải khẳng định quyết định cộng điểm cho sinh viên là một trong những nỗ lực của nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho chính sinh viên theo học. Sinh viên tiêm vaccine mũi tăng cường để đạt mức kháng thể cao hơn trước những biến đổi không ngừng của virus SARS-CoV-2. Không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đang khuyến khích tiêm vaccine mũi thứ ba trong bối cảnh xuất hiện biến thể Omicron. Có người lý luận rằng vaccine không liên quan gì đến tri thức, cộng điểm là bất công, là kỳ thị với những người không tiêm vaccine. Đó là một thứ tư duy hẹp hòi. Có thể việc tiêm vaccine không thay đổi được khả năng nhận thức và tiếp thu tri thức khi ngồi trên ghế giảng đường đại học của sinh viên. Nhưng việc tiêm vaccine tăng cường với những lợi ích vì cộng đồng thể hiện ý thức tập thể, một người vì mọi người, đó là tinh thần đáng quý và cộng điểm để khuyến khích tinh thần đó là điều hoàn toàn nên làm. Có lẽ tổ chức chống phá Việt Tân không biết rằng ở Việt Nam, học sinh, sinh viên đi học không chỉ học tri thức mà song hành đó họ còn được học làm người. Trẻ em từ khi đến trường đã được đánh giá bằng kết quả học tập song hành cùng hạnh kiểm đạo đức. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Đó là câu nói mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng. Ý thức tiêm phòng vaccine và tiêm phòng vaccine tăng cường tại thời điểm hiện nay, đó là đạo đức, là sự văn minh của mỗi cá nhân khi là một phần của cộng đồng. Và việc cộng điểm cho sinh viên là một cách để động viên, khen ngợi, chứ không phải là điểm số quyết định sinh viên giỏi, khá. Nếu anh vốn dĩ đã học giỏi thì điểm cộng cũng chẳng vượt được khung. Nếu anh đã dốt thì có cộng thêm vài điểm cũng không khiến anh trở nên xuất sắc. Trong con số 742 độc giả tham gia cái gọi là khảo sát của Việt Tân có bao nhiêu phần trăm là đáng tin cậy? Kỳ lạ thay, con số này lại là số độc giả mà thật hay ảo còn chưa rõ. Chứ chẳng hề có sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc khảo sát mà đối tượng được khảo sát là những người chẳng hề có liên quan đến sự kiện thì chẳng có gì để gọi nó là công bằng, khách quan và trung thực. Thiết nghĩ Việt Tân nên đến trực tiếp Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát công khai thay vì diễn trò trên mạng xã hội. Nhưng với tinh thần đóng góp ý kiến xây dựng tích cực của mình, chúng tôi thiết nghĩ Việt Tân nên học lại toán tiểu học khi khẳng định rằng 307 người không đồng ý với quyết định cộng điểm 41,6%, 18 độc giả đồng ý cộng điểm cho sinh viên 2,4%, 417 người có ý kiến khác 56,2%. Bởi với đề tài khảo sát của Việt Tân, chỉ có 190 bình luận. Đáng lẽ số 190 bình luận này cần phải trừ đi số bình luận của Việt Tân và lọc số bình luận trên theo tài khoản đã tham gia nữa, mới đảm bảo đúng đề tài đã đưa ra, phép trừ đó thực sự rất đơn giản. Cuối cùng, có thể khẳng định rằng, với hơn 7.000 sinh viên nhà trường, cuộc khảo sát với hơn 700 người của Việt Tân hoàn toàn chỉ có giá trị chứng minh các thành viên của tổ chức Việt Tân cần học lại toán. Ngoài ra, không còn giá trị đóng góp tích cực nào cho đất nước Việt Nam này.